Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Tôi là Lê Minh. Thưa quý vị, khi pháo hoa vẽ nên những đường sáng chói lọi trên bầu trời tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đứng giữa đám đông rực rỡ màu cờ, tuyên bố về một kỷ nguyên mới cho xứ sở chùa tháp. Kênh đào Phù Nam Techo dài 180 km được kỳ vọng là con đường huyết mạch đưa đất nước này thoát khỏi vòng kim kẹp của địa lý và phụ thuộc. Nhưng cũng như những pháo hoa rực sáng rồi lụi tàn, giấc mơ táo bạo ấy đang phải đối mặt với một thực tại lạnh lẽo và mơ hồ. Dự án được ca ngợi là biểu tượng của sự tự chủ kinh tế này, giờ đây lại trở thành phép thử khắc nghiệt nhất cho năng lực lãnh đạo và lòng tin của quốc gia. Những lời hứa đầu tư từ Trung Quốc tưởng chừng như chắc chắn, giờ chỉ còn là những bóng mờ khó nắm bắt. Giữa những báo cáo về sự im lặng từ Bắc Kinh và những địa điểm thi công bỏ hoang, câu hỏi không phải là liệu dự án có tiếp tục hay không, mà là Campuchia sẽ phải trả giá thế nào nếu giấc mộng này tan vỡ. Kênh đào này không chỉ là một công trình bê tông vô tri vô giác, mà còn là niềm tin vào một tương lai độc lập hơn, tự chủ hơn. Nhưng mỗi ngày trì hoãn, mỗi cam kết mờ nhạt lại khiến giấc mơ ấy trở thành gánh nặng đè lên vai chính phủ. Nếu thất bại, Campuchia không chỉ mất đi cơ hội định hình vị thế khu vực, mà còn có nguy cơ trở thành ví dụ đau thương cho một quốc gia chìm trong tham vọng giang dở. Vậy Phù Nam Techo sẽ là cầu nối tới một tương lai tươi sáng hay là vực thẳm nuốt chửng hy vọng? Giấc mơ ấy, rực rỡ như pháo hoa hôm nào, liệu có hóa thành tro bụi dưới sức nặng của hiện thực? Xem hết video hôm nay, quý vị sẽ có câu trả lời. Vào tháng 8, tại lễ khởi công dự án kênh đào Phù Nam Techo, Thủ tướng Hun Manet đã quỳ gối nhận phước lành từ các nhà sư trong sắc áo vàng nghệ khi pháo hoa và bóng bay thắp sáng bầu trời, báo hiệu tham vọng thay đổi diện mạo kinh tế Campuchia. Phát biểu trước hàng trăm người vẫy cờ Campuchia, ông Hun Manet tuyên bố Trung Quốc sẽ tài trợ 49% vốn cho dự án kênh đào dài 180 km kết nối sông Mekong với vịnh Thái Lan nhằm giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào các cảng biển Việt Nam. Chính phủ Campuchia ước tính chi phí của dự án chiến lược này là 1,7 tỷ USD, tương đương gần 4% GDP hàng năm. Tại lễ động thổ vào ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Hun Manet gọi tuyến kênh đào dài 180 km với kinh phí ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ là một dự án lịch sử và cam kết hoàn thành bằng mọi giá. Ông Hun Manet kêu gọi người dân đừng nên lo lắng rằng con kênh đào sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol thì nhấn mạnh kênh đào sẽ củng cố tính độc lập chính trị trong vận tải đường thủy cho xứ sở chùa tháp. Phát biểu trước hàng chục ngàn người tham dự, lần đầu tiên ông Hun Manet cho biết tập đoàn đầu tư OCIC tham gia dự án này bên cạnh các công ty khác. OCIC là một tập đoàn lớn tại Campuchia, hoạt động đa lĩnh vực, đầu tư vào các dự án có quy mô hàng đầu như là đảo Kim Cương ở Phnom Penh, sân bay quốc tế Techo, cầu Rusekel. Chủ tịch của OCIC là ông Pung Khefse, một nhà tài phiệt gốc Hoa và là chủ tịch Hiệp hội Người Hoa Khmer tại Campuchia. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, cam kết tài chính từ Trung Quốc vẫn còn là dấu hỏi lớn. Reuters cho biết, theo 4 nguồn tin tham gia trực tiếp vào kế hoạch đầu tư hoặc được báo cáo về dự án, Bắc Kinh đã bày tỏ những lo ngại về tính khả thi của kênh đào và chưa đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng nào về tài trợ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi được hỏi chỉ khẳng định đây là hợp tác kinh doanh bình thường và nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt như thép giữa hai nước. Chính phủ Campuchia từ chối trả lời phỏng vấn trong khi các cơ quan báo chí không phản hồi các câu hỏi liên quan đến nguồn vốn của dự án. Sau khi bài viết của Reuters được công bố, Bộ Công trình Công cộng Campuchia tuyên bố rằng những thông tin cho rằng dự án gặp khó khăn là không đúng sự thật và không có cơ sở rõ ràng. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập đến Trung Quốc hay vấn đề tài chính. Vậy, chuyện gì đang xảy ra? Việc thiếu cam kết rõ ràng từ Trung Quốc đe dọa toàn bộ kế hoạch, đặc biệt khi các chuyên gia, quan chức và nhà ngoại giao cảnh báo về những bất ổn liên quan đến chi phí, tác động môi trường và tính khả thi tài chính của dự án. Động thái này cũng cho thấy Bắc Kinh đang giảm mạnh đầu tư ra nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế nội địa gặp khó khăn, ngay cả với các đối tác chiến lược như là Campuchia. Từng là biểu tượng của mô hình xây dựng quốc gia do phương Tây tài trợ sau nội chiến, Campuchia giờ đây chủ yếu được coi là một quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc, nơi chiếm hơn 1/3 tổng nợ công của nước này. Tuy nhiên, đầu tư từ Bắc Kinh vào Campuchia đang giảm mạnh, một phần do các dự án hạ tầng không thành công, lo ngại về tội phạm nhắm vào người Trung Quốc và lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng.
Dự án kênh đào Phù Nam Techo, biểu tượng của tham vọng kinh tế Campuchia, giờ đây đối mặt với một tương lai bất định khi nguồn vốn vẫn còn xa vời và sự ủng hộ từ Trung Quốc thì ngày càng mờ nhạt. Kênh đào dài 180 km của Campuchia được thiết kế để mở rộng tuyến đường thủy hiện có và chuyển nước từ vùng đồng bằng sông Mekong, khu vực trồng lúa dễ tổn thương ra vịnh Thái Lan nhằm giảm sự phụ thuộc vào các cảng của Việt Nam. Tuy nhiên, dự án này đang đối mặt với nhiều mâu thuẫn liên quan đến nguồn vốn và quyền sở hữu. Sau khi chính phủ Campuchia ký kết thỏa thuận khung đầu tư vào tháng 10 năm 2023 với Tập đoàn Đường sắt và Cầu đường Trung Quốc CRBC, các quan chức nước này công bố rằng Trung Quốc sẽ tham gia tài trợ tài chính. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố công khai. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol, người phụ trách dự án, từng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 rằng CRBC sẽ phát triển kênh đào và hoàn toàn chịu chi phí để đổi lấy quyền nhượng bộ kéo dài nhiều thập kỷ. Nhưng tại lễ khởi công vào tháng 8, Thủ tướng Hun Manet tuyên bố CRBC chỉ chịu trách nhiệm 49% chi phí, phần còn lại do các công ty Campuchia chi trả. Cùng ngày, cựu Thủ tướng Hun Sen đăng tải trên Facebook lời kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào kênh đào này. Đáng chú ý, Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, không đề cập đến bất kỳ sự tham gia nào của Trung Quốc trong bài viết về lễ khởi công. Sau đó, một quan chức truyền thông của Phó Thủ tướng Sun Chanthol lại cho biết là quyền sở hữu phần kênh đào do CRBC phát triển vẫn chưa được xác định. Khi được hỏi về tỷ lệ sở hữu 49% mà Campuchia đã công bố, một quan chức của CRBC vào tháng 10 trả lời rằng các con số này chưa mang tính quyết định và cho biết vấn đề này rất phức tạp. Trong khi đó, chính CRBC và công ty mẹ cũng giữ thái độ im lặng một cách đáng ngờ. Một người trực tiếp tham gia vào kế hoạch đầu tư cho biết vào đầu tháng 11 rằng tại thời điểm đó, Trung Quốc chưa cam kết bất kỳ khoản tiền nào. Một nguồn tin từ phía các nhà đầu tư Campuchia thậm chí dự đoán khả năng Trung Quốc sẽ không đầu tư vào dự án. Một quan chức khác tiết lộ rằng phía Trung Quốc trước đó đã chỉ trích các quan chức Campuchia vì tuyên bố công khai về nguồn tài trợ từ Trung Quốc trong khi chưa được quyết định. Được thiết kế với độ rộng 100m ở thượng nguồn và thu hẹp còn 80m khi về hạ lưu, kênh Phù Nam đạt độ sâu trung bình 5,4m. Đảm bảo đủ điều kiện cho các tàu thuyền di chuyển an toàn theo hai làn nước. Dự án kênh đào cũng bao gồm việc xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu bắc qua sông, một vỉa hè dài 208 km cùng với các cơ sở hạ tầng hỗ trợ thông thuyền khác. Tổng kinh phí dự kiến cho công trình này là 1,7 tỷ USD như đã nói, được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, xây dựng, vận hành và chuyển giao và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, hơn 3 tháng sau lễ khởi công, địa điểm tổ chức bên bờ sông Mekong vẫn bị bỏ hoang. Thực tế, trên công trường hiện nay chỉ cho thấy kênh đào mới đạt khoảng 1/5 bề rộng thiết kế và hầu như không có dấu hiệu thi công mạnh mẽ. Một khu vực chỉ có vài mái nhà xanh dựng tạm, nơi trước đây từng là trung tâm của lễ khởi công, hiện trở nên điều hưu. Nhiều ý kiến cho rằng sự trì hoãn này có thể liên quan đến các yếu tố về tài chính, thời tiết và kỹ thuật xây dựng. Thời tiết mưa nhiều từ đầu năm đến nay cũng là một trở ngại lớn, nhưng dự báo cho thấy lượng mưa sẽ giảm dần vào tháng 12 và mở ra hy vọng cho tiến độ của dự án. Dù vậy, chính những mâu thuẫn về nguồn vốn và quyền sở hữu đang làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi cũng như là tương lai của dự án kênh đào chiến lược này. Dự án Phù Nam Techo có thể trở thành một biểu tượng phát triển quan trọng của Campuchia hoặc cũng có nguy cơ biến thành một công trình bỏ hoang đầy tham vọng. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. Trả lời Tân Hoa Xã hồi tháng 8 năm 2024, ông Nech Chandarit, giám đốc trung tâm nghiên cứu con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Campuchia, nói rằng các doanh nghiệp do Trung Quốc đầu tư đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Campuchia và cải thiện đời sống người dân địa phương. Các dự án lớn do Trung Quốc đầu tư theo khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường BRI như đặc khu kinh tế Sihanoukville, các nhà máy thủy điện, cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville, sân bay quốc tế Siem Reap Angkor, cầu đường cùng nhiều dự án khác đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế của Vương quốc Campuchia, ông Chandarit nói. Ông cho biết các dự án thuộc BRI tại Campuchia sẽ giúp xứ sở Chùa Tháp đạt được các mục tiêu đầy tham vọng là trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050. Thế nhưng, sự trì hoãn trong dự án kênh đào Phù Nam Techo đã diễn ra trong bối cảnh viện trợ phát triển chính thức ODA từ phía Trung Quốc cho Campuchia, bao gồm tài trợ hạ tầng, đang giảm mạnh. Theo dữ liệu chính thức từ Campuchia, dòng tiền từ Trung Quốc dự kiến giảm xuống còn 35 triệu USD vào năm 2026, so với hơn 420 triệu USD vào năm 2021. Năm nay,
chưa có khoản vay mới nào từ Trung Quốc trong nửa đầu năm, trong khi con số này đạt 567 triệu USD vào năm 2022 và 302 triệu USD vào năm ngoái. Xu hướng giảm mạnh đầu tư Trung Quốc không chỉ diễn ra tại Campuchia mà còn ở nhiều nơi khác, nhưng tác động tại Campuchia được cho là đặc biệt rõ ràng. Theo bà Grace Stenhoff thuộc Viện Lowy của Úc, điều này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến quốc gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc lớn vào nguồn vốn từ Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn đang xây dựng một số hạ tầng tại Campuchia nhưng đã rút khỏi dự án xây dựng sân bay mới ở Phnom Penh, dự án mà Bắc Kinh từng cam kết tài trợ 1,1 tỷ USD. Sự rút lui này xảy ra trong bối cảnh tuyến đường cao tốc nối Phnom Penh với Sihanoukville do CRBC xây dựng đang bị người dân và tài xế Campuchia tránh sử dụng do mức phí cao, khiến họ lựa chọn tuyến đường cũ miễn phí nhưng đông đúc. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại sân bay mới ở Siem Reap, nơi xây dựng với sự hậu thuẫn từ Trung Quốc nhằm phục vụ khu di sản thế giới Angkor Wat. Theo ông U Virak, giám đốc tổ chức nghiên cứu Future Forum, sân bay này rất vắng vẻ và các nhà đầu tư có nguy cơ thua lỗ. Do đó, trong bối cảnh chung, khả năng tài trợ của Trung Quốc cho dự án kênh đào Phù Nam cũng không còn mạnh mẽ như trước. Trung Quốc hiện đang đối diện với một loạt thách thức tài chính trong nước sau đại dịch COVID-19. Tăng trưởng kinh tế chậm lại đã buộc nhiều tập đoàn lớn của họ tìm cách dịch chuyển sản xuất sang các nước láng giềng như Việt Nam và Thái Lan nhằm giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chi phí. Việc dòng vốn đầu tư và sản xuất dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc không chỉ tác động đến khả năng tăng trưởng của nền kinh tế nước này mà còn có thể ảnh hưởng đến tính liên tục của các khoản tài trợ mà Bắc Kinh cam kết với Campuchia. Các dòng vốn tư nhân từ Trung Quốc cũng suy giảm khi lượng tiền đổ vào lĩnh vực cờ bạc và bất động sản từng là nguồn chính giờ đây đã khô cạn. Du lịch Trung Quốc, một nguồn thu lớn của Campuchia trước đây, vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19, trong khi chiến dịch cảnh báo du khách về các rủi ro liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Campuchia tiếp tục kéo dài. Tương lai dự án kênh đào Phù Nam Techo vẫn bất định khi quan hệ Trung Quốc-Campuchia đang thay đổi. Ông Ryan Ayler, chuyên gia về khu vực Mekong thuộc trung tâm Stimson của Mỹ nhận xét, với quá nhiều điều chưa chắc chắn, không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư tỏ ra dè dặt và chưa sẵn sàng rót vốn cho dự án. Hồi tháng 7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmonirot cho biết nợ công của nước này là 11,09 tỷ đô la ở mức bền vững và có rủi ro thấp tính đến quý thứ hai của năm 2024. Campuchia vay nợ nhiều nhất là từ Trung Quốc, lên tới 3,99 tỷ đô la, chiếm 36%. Hồi tháng 8, 3 ngày sau lễ động thổ dự án lịch sử, cựu Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nói những người bạn Trung Quốc đã đáp ứng nhu cầu của Campuchia mà không ai khác làm được. Vào ngày 21 tháng 8, ông Hun Sen tuyên bố Campuchia cần thêm nguồn đầu tư của Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như là năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, y tế, nông nghiệp, công nghiệp hay là tài chính. Bộ Giao thông Công chính Campuchia cũng đã lên tiếng bác bỏ những bài viết trên Bangkok Post và Reuters theo báo Khmer Times vào ngày 23 tháng 11. Theo đó, Campuchia đã gọi những thông tin trên là sai sự thật, vô căn cứ và nhằm mục đích gây hiểu lầm và bóp méo nhận thức của công chúng về siêu dự án này. Campuchia khẳng định rằng các thông tin được đăng tải trên mạng và trên các nền tảng mạng xã hội đều hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật về tiến độ thực hiện kênh đào lịch sử. Những bài viết này là nhằm cố tình đưa ra thông tin sai lệch, phóng đại và kích động những quan ngại không đáng có về việc tiến trình xây dựng kênh đào Phù Nam Techo, theo Bộ Giao thông Công chính Campuchia. Bộ này nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia đang tích cực thúc đẩy dự án với các nhóm phụ trách kỹ thuật đã hoàn thành những nghiên cứu chi tiết và tiến hành đánh giá chuyên sâu về các tác động tiềm tàng đối với cộng đồng địa phương, hệ thống đường thủy và cơ sở hạ tầng. Campuchia cũng xác nhận rằng dự án kênh đào Phù Nam Techo đang đạt được những bước tiến thực chất thông qua sự hợp tác với cả những cơ quan trong nước và các đối tác quốc tế, cùng khuyến cáo người dân tìm hiểu thông tin từ các trang thông tin chính thức. Dù vậy, viễn cảnh Trung Quốc rút khỏi dự án kênh đào Phù Nam Techo vẫn đang ám ảnh Campuchia hơn bao giờ hết. Nếu cơn ác mộng đó biến thành sự thật, Campuchia sẽ đứng trước một viễn cảnh đầy hỗn loạn, nơi những giấc mơ về một tuyến đường chiến lược thay đổi vận mệnh kinh tế quốc gia có thể hóa thành tro bụi. Trung Quốc, với cam kết tài trợ 49% chi phí, một con số khổng lồ trong tổng mức đầu tư 1,7 tỷ USD, là trụ cột chính cho dự án. Sự rút lui của Bắc Kinh không chỉ đẩy kênh đào vào cảnh đình trệ mà còn để lại một vết thương kinh tế khó lành, từ chi phí phát sinh do trì hoãn, lãng phí nguồn lực đầu tư ban đầu đến mất mát cơ hội chiến lược trong việc giảm phụ thuộc vào các cảng Việt Nam. Trong khi đó, tương lai phát triển chuỗi cung ứng qua vịnh Thái Lan vốn được kỳ vọng nâng tầm vị thế Campuchia cũng sẽ bị chôn vùi trong bóng tối. Và không chỉ dừng lại ở tác động kinh tế,
Sự rút lui của Bắc Kinh còn như một nhát dao giáng vào mối quan hệ đối tác mà hai bên từng tuyên bố là bền chặt như thép. Bắc Kinh không chỉ mất điểm uy tín trong mắt Phnom Penh mà còn làm dấy lên những lời thì thầm ngờ vực về khả năng thực hiện các cam kết đầu tư của họ trên toàn khu vực. Với Trung Quốc, đây có thể chỉ là một bước thụt lùi chiến thuật, nhưng với Campuchia thì đó là nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Khi những lời hứa biến kênh đào thành biểu tượng kinh tế bị tan biến, chính quyền Thủ tướng Hun Manet sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ trong nước, nơi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án đang dần mất lòng tin. Từ các đồng bằng dọc sông Mekong nhạy cảm với môi trường, đến những sân bay và đường cao tốc đầy mâu thuẫn, sự rút lui của Trung Quốc không chỉ là câu chuyện về một dự án bị bỏ rơi, mà còn là lời cảnh báo về một tương lai bất định, nơi Campuchia buộc phải tìm lối thoát giữa đống đổ nát của tham vọng. Vẫn là câu hỏi, liệu Phnom Penh có thể gượng dậy mà không còn đôi cánh tài chính của Trung Quốc, hay tất cả sẽ chỉ là những ảo ảnh về một kỷ nguyên phát triển đầy hứa hẹn? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị cho biết quan điểm cá nhân của mình ở phần dưới. Và bây giờ thì Lê Minh xin chào, hẹn gặp lại.